Xin các bạn đến với kênh YouTube của tạp chí Người Việt Nam. Và trên tay mình đây hôm nay là chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Chiếc máy này thì được mệnh danh là một món hời trong phân khúc mức giá khoảng 5 triệu đồng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá xem nó có đáng mua hay không nhé. Đầu tiên thì mình muốn nói về thiết kế của Redmi Note 7. Redmi Note 7 sở hữu một thiết kế khá là bảnh bao trong phân khúc mức giá khoảng 5 triệu đồng, bởi vì là mặt lưng của nó có một mặt lưng kính rất là bóng bẩy đó, và đường viền thì được mạ bóng. Mặt trước thì là mặt màn hình giọt nước với kích thước là 6.3 inch, độ phân giải là Full HD và tỷ lệ là 19.599. Tất cả những thông số này thì đều cho thấy Redmi Note 7 là một sản phẩm có ngoại hình rất là ưa nhìn, và mình cảm giác như là nó thuộc phân khúc cao cấp hơn chứ không phải là chỉ có mức giá 5 triệu đồng mà thôi. Tuy nhiên cũng có một vài điểm gợn trong thiết kế của chiếc máy này, đó chính là về cái phần màn hình. Nó hơi bị nhô cao so với phần cung viền một chút. Vì vậy khi các bạn vuốt, các bạn có thể vẫn cảm thấy nó hơi bị cấn. Và mặt trước này thì tồn tại cái màn hình có cái viền khá là dày, và đây là thứ bạn phải chấp nhận trong phân khúc mức giá khoảng 5 triệu đồng. Lưng của máy thì có một cụm camera kép. Tuy nhiên thì cụm camera kép này lồi lên khá là nhiều, bởi vì là nó có cảm biến chính lên tới 48 megapixel và một cảm biến phụ là 5 megapixel để đo độ sâu trường ảnh. Cảm biến 48 megapixel này thì có khẩu độ là f1.8, và lát nữa thì mình sẽ nói qua xem trải nghiệm của camera này sẽ như thế nào nhé. Và một điểm mình rất thích đối với những chiếc máy tầm trung như thế này, bởi vì là cổng kết nối cực kỳ đầy đủ. Các bạn có thể nhìn thấy ở phía trên chúng ta vẫn còn nguyên cổng 3.5mm và một cái cổng hồng ngoại. Và mùa hè này thì sử dụng cổng hồng ngoại để điều khiển một số thiết bị như là điều hòa thì quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Bên cạnh phải thì sẽ có phím âm lượng và phím nguồn. Bên cạnh trái thì chúng ta sẽ chỉ có một khay SIM kép. Và phía dưới này là một cổng USB Type-C và hai bên dãy đục loa, nhưng mà chỉ có một bên phải là loa ngoài thôi. Và mặt lưng của máy thì mình đã nói rồi, cùng camera kép rất là lớn đó. Và kèm theo đó là cảm biến vân tay, một chạm. Cảm biến vân tay này thì cũng được làm một đường viền bao quanh rất là đẹp. Và phía dưới thì chúng ta sẽ chỉ có một logo của Redmi mà thôi. Đó, tất cả đó là những cái ngoại hình nổi bật nhất của chiếc máy này. À quên, và ở mặt trước này thì chúng ta có một cụm loa thoại được giấu khá là kỹ phía trên camera selfie 13 megapixel của máy. Và đây là một điểm mà mình đánh giá là Xiaomi rất tỉ mỉ trong khâu hoàn thiện sản phẩm này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về camera của chiếc máy này. Ở điều kiện đầy đủ sáng thì chiếc máy này cho ra một lượng ảnh khá là trung tính và rất là dễ khi mà các bạn có áp thêm những cái ứng dụng chỉnh màu vào nữa, rất là đẹp. Và trải tương phản thì khá là rộng và độ chi tiết thì tốt đó. Nên là mình sẽ đưa chiếc máy này vào một sách có hơn, đó là chụp ảnh ban đêm. Và ban đêm thì mình thực sự ấn tượng với chiếc Xiaomi Redmi Note 7 này, bởi vì là với chỉ phân khúc khoảng 5 triệu đồng thôi, máy đã cho ra những cái hình ảnh chụp ban đêm rất là tốt. Có thể thấy là máy kiểm soát những cái vùng sáng rất là tốt, và nó và nhiễu hạt thì được kiểm soát một cách hợp lý, chi tiết thì giữ lại khá là ổn, và màu sắc thì lên khá là tươi tắn trong ban đêm, và không có nhiều điều để chê về chiếc máy này. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt thì mọi người chú ý đến cái cảm biến chính 48 megapixel này của máy, nhưng mà thực tế trải nghiệm của mình thì thấy cái này chỉ là quảng cáo thôi. Bởi vì sao? Bởi vì một số bức ảnh mình chụp có sử dụng 3 chế độ, một chế độ thường, hai là chế độ ban đêm, và một chế độ nữa đó là mình sử dụng camera 48 megapixel của máy. Và kết quả thì sao? Chế độ ban đêm thì có sự khác biệt rất là lớn so với khi chụp bằng chế độ thường. Chi tiết được giữ lại tốt và mức bão hòa thì cao, và kiểm soát vùng sáng rất là hợp lý, và nó không bị loe sáng ở những cái điểm như kiểu là bóng đèn đó. Còn khi mình chuyển sang sử dụng 48 megapixel, ngay lập tức yếu điểm nó sẽ xuất hiện, đó là nhiễu hạt bắt đầu xuất hiện rất là nhiều và độ chi tiết thì bị giảm. Mình không hiểu tại sao như thế nữa. Theo mình phỏng đoán thì độ phân giải ảnh 48 megapixel của máy khá là nặng, như vậy thì máy sẽ khá khó xử lý, giống như các bạn chụp ảnh RAW với chụp ảnh JPEG chẳng hạn. Như ảnh RAW thì nó sẽ lưu lại tất cả những gì mà cảm biến ghi lại được, còn ảnh JPEG đó chính là ảnh sau khi máy bạn đã qua một công đoạn hậu kỳ rồi. Và ảnh 48 megapixel của chiếc Redmi Note 7 là mình cảm giác là như vậy, và nó không được xử lý hậu kỳ gì cả, và nó là ảnh thô, vì vậy là nhìn rất là khó chịu. Nên là mình khuyên các bạn đừng nên dùng cái cảm biến chính 48 megapixel này, mà hãy chỉ để khoảng 12 megapixel bình thường để chụp thôi. Và để mở được cái cảm biến chính 48 megapixel này thì cũng khá là lằng nhằng. Bạn phải vào camera này, sử dụng chế độ Pro, và khi đấy bật 48 megapixel lên thì máy mới bật, và bình thường thì nó sẽ chỉ chụp 12 megapixel mà thôi. Và khi các bạn mở cái 48 megapixel này lên thì tất cả mọi thứ như là AI, HDR nó sẽ tắt hết, và sẽ không có cái gì hỗ trợ cả đó.
Đó là điều mà khá đáng tiếc so với một chiếc máy mà có độ phân giải lớn như thế. Còn lại thì mình đánh giá Redmi Note 7 là một chiếc máy kể cả chụp hay quay đều rất là ổn trong tầm giá. Tuy nhiên, có một chút lưu ý đó là cái khả năng thu âm của Redmi Note 7 thì thực sự không được tốt lắm. Cái mic nó thu nó kiểu gì ấy, nó khá là khó chịu khi mà các bạn nghe lại. Ví dụ mà các bạn đi quay ở một cái show diễn nào đấy thì nó nghe nó bị chói tai và nó rất là ồn, nó không lọc được âm thanh. Đấy, đây là một điểm cần lưu ý nếu các bạn muốn sử dụng Redmi Note 7 để làm vlog. Tiếp theo mình sẽ nói đến phần hiệu năng của Redmi Note 7. Thì các bạn đã biết rồi, Xiaomi là một công ty nổi tiếng với những cái thiết bị mà có cấu hình rất là cao và mức giá này cực kỳ hấp dẫn. Và Redmi Note 7 không phải là một ngoại lệ. Thực tế mình trải nghiệm những cái tác vụ thông thường như kiểu là lướt web, rồi xem YouTube, rồi Facebook. Đó, tất cả đều rất mượt mà trên Redmi Note 7. Và mình có chuyển qua chuyển lại đa nhiệm thì máy cũng không có vấn đề giật lag gì cả. Chỉ khi mà chúng ta bắt đầu chơi game nặng thì con chip Snapdragon 660 của máy là một con chip cũ mới bắt đầu tỏ ra là nó hơi bị đuối sức một chút. Chiếc máy này mình cầm thì có RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB, vì vậy nó cũng không phải là một cấu hình cao nhất của chiếc máy này. Và mình có chơi game PUBG Mobile thì mình phải để mức đồ họa ở mức HD và frame rate thì khoảng là mức 2. Như vậy thì lúc đấy máy mới chơi được mượt mà nhất. Tuy nhiên thì răng cưa vẫn còn là khá nhiều và đây là điều các bạn buộc phải chấp nhận. Nhưng mà trải nghiệm cũng rất là tuyệt vời đối với một chiếc máy chỉ 5 triệu đồng. Redmi Note 7 thì được trang bị viên pin lên tới 4000mAh và có sạc nhanh 18W. Vì vậy thì thời gian sạc đầy chiếc máy này mình thử nghiệm nó rơi vào khoảng hơn 2 tiếng một chút. Và khi mà chơi game PUBG Mobile trong khoảng 1 tiếng rưỡi thì máy chỉ tụt khoảng 24-26% mà thôi. Và mình xem YouTube khoảng 30 phút nó tụt rất ít, khoảng 5-7%. Đây là một thời điểm rất tuyệt vời và mình gần như là không phải lo lắng gì khi mà sử dụng chiếc Redmi Note 7 này đi ra ngoài chẳng hạn và bật 4G liên tục hay là dùng Wi-Fi thì còn càng ít hơn nữa. Redmi Note 7 thì sở hữu camera selfie 13MP, vì vậy thì độ chi tiết của ảnh cũng không đánh giá cao cho lắm. Tuy nhiên thì mình rất thích cái màu sắc mà Redmi Note 7 làm, nó cho một màu da rất là tự nhiên. Mặc dù là giải pin phản động thì nó sẽ bị giảm hơn tương đối so với camera chính. Tuy nhiên thì mình sau khi mà sử dụng những cái app chỉnh ảnh vào thì nó lại rất là tuyệt vời và không có gì đáng phải chê trách chiếc máy này cả. Kết lại, Redmi Note 7 là một sản phẩm rất là mới và tích hợp những cái nhiều trang bị, ví dụ như là sạc nhanh Quick Charge 4.0 18W và màn hình giọt nước, camera cảm biến chính là 48MP và còn là một màn hình rất là lớn 6.3 inch. Mặc dù cảm biến chính 48MP của máy thì vẫn chưa làm mình hài lòng, nhưng mà chiếc Redmi Note 7 này thực sự nó gần như là hoàn hảo ở mọi phương diện. Và mình khi mà mình sử dụng chiếc máy này thì mình hoàn toàn có thể cảm giác được là mình đang sử dụng một chiếc máy cao cấp hơn cái mức giá 5 triệu của nó. Và đây là một sản phẩm cực kỳ đáng mua trong phân khúc mức giá khoảng 5 triệu đồng. Đó là còn chưa kể là mức giá hàng xách tay còn rẻ hơn nữa. Trên đây là bài trải nghiệm và đánh giá chi tiết chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì hoặc là muốn so sánh với sản phẩm nào thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của Tạp chí Nhìn Việt Nam và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.